Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá em nói thôi mình vô khách sạn đi. Đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Rồi em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá. À, vô chổng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi chồng em là còn Jin. Em cướp đời trai của người ta. Dạ. À, thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Lúc mà mình lúng túng mình không biết gì hết trơn đó, rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn, thì đi từ tối cho đến sáng ngày hôm sau, thì tới trưa ngày hôm sau, thì số tập dạ 12. Trời ơi, phá cái luôn. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả khán giả có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi, quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ mời cô dâu xinh đẹp. Dạ em tên là Trần Thị Bảo Yến ạ. Là em năm nay là 29 tuổi. Quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến dạ. Huy dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên, thì bạn đó thì không có xe, thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Thì vô tình thì gặp chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. À. Em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác, tại vì người khác đều là người lạ, cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích, tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em, rồi xóa hết những tin nhắn. Rồi em mới vô tình là em nhìn ngang, em nhớ số liền. Và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau, thì nhắn tin trên Facebook thôi. Thì chồng em mới khi em thôi ở đó đi đợi, thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết, cái mới gọi điện thoại cho em. Em cũng bất ngờ, ủa sao mà biết số điện thoại của mình. Thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện, hoặc là gọi điện thoại, chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á. Kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi. Em mới nhắn tin cô cuối, em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi, cho nên là không có nhắn nữa. Cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho. Em nghĩ bình thường thôi. Thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50. Đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua. Dạ, nó em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau, đi ăn uống, đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ, trong cái lúc đó là em đang có bạn trai. Cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay. Thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á, kiểu như là chia sẻ cái này kia nọ. Thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi. Thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi. Thì em nói Huy, làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Mới quen. Thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi, là em nghĩ là bên đó chắc nghiêm túc lắm. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa. Thì em mới nói là Huy ơi, cái nói nghe nè, cái nói xong trả lời. Thì chồng em suy nghĩ chút với chồng em nói đồng ý. Thì cái đó là cái lời gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi, chứ em không có nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ khi mà em nhận được cái tin nhắn đó thấy bị rối vì... xóa não liền đúng dạ, không? Thấy giống như là em mới lớn mà mới có 20-21 tuổi thôi, mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Mới đầu là ra bờ sông anh giặt áo phơi, rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ đâu nữa? Sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá, em nói thôi mình vô khách sạn đi. Đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá. Vô chổng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là vợ em tắm trước, vợ em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm vô tắm luôn.
cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó. Rồi tắm xong rồi làm cái gì? Na, kể đi nè. Lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đang hứng. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Ngắt ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 à. 20 thôi. 20 thôi. Thì vô ông đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện hồi thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới tới. Thì chồng em là còn zin. Em cướp đời trai của người ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á thì em đi ra trước thì em mới lại em giật cái chứng minh. Thì em nhìn mới thấy 1994. Trời ơi rồi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích thì cái gu của em là thích chơi trẻ. Cái lần đầu của em sao, Huy? Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Ừ. Mà mình lúng túng mình không biết gì hết trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ á. Thương quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó rồi, là cũng chỉ có phim nhiều tập hay là phim, một, là phim nhiều tập. Chiếu rạp dạ, một tập? Bữa đó thì cũng 4 tập. Tôi đang chờ phá kỷ lục số 7. chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, rồi đá banh cũng chuyên nghiệp thì đá banh thì rủ em đi theo thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch nên là mọi người cùng ăn uống này kia thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau thì tới trưa ngày hôm sau đến trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi! Ơi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày dạ. Thôi đó. Trời ơi, như trời vậy dọn dẹp mới 2 ngày thôi 16 tập. Trời ơi. Tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới. Cưới được 2 năm rồi cưới, bây giờ cưới được 2 năm dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Là có em bé. Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi. Đứa bé đầu 4 tuổi. Bé sau thì được 8 tháng. Ủa 4 tuổi là vậy có nghĩa là dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng. Là ồ, em mặc làm cưới là 7 tháng luôn. Trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không? Gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao Huy? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Ừ. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai. Mà không biết. Không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Ừ. Thế vậy em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là bữa đó em cũng hoang mang. Quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Ừ. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu. Thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ừ. Ngồi xuống con nói chuyện cái ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Ừ, rồi sao? Rồi sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Ừ. Nói dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ em mới điện thoại lên cho mẹ vợ. Ừ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói vậy cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Dạ. À, bây giờ em đi na. Dạ. Anh ấy có tật xấu không? Anh ấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy vậy không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính lắm. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em mà vùng lên cái là xìu xuống. Bất cứ chuyện gì. Có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ. Đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu rất là nhiều. Nhậu cực kỳ nhiều luôn. Vậy ba. Đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Rồi có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn. Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi.
mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề, thậm chí đồ lót đồ trong cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần một năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em, thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có ba người em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao, mà chồng em lại có khi ba tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao, chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá cũng nói ra hết. Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em. Là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân, rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là đồ lót ở đồ lót bên trong luôn. Dạ, chồng em rất là thích em bận đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em ạ. Bây giờ tới phiên Huy đó, Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ, có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng không biết nấu, giặt đồ không biết giặt luôn. Không giặt chứ không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình, việc ở ngoài rất là giỏi nhưng mà việc gia đình không biết. Em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn, biết nấu cơm cho chồng và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ, em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi, biết chia sẻ thì mới hiểu nhau, chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha. Hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi thì bạn này phải là cây tùng cây bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn, về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi. Có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Quy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi? Để cho con em nó thấy, nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi. Em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Dạ. Rồi cứ thay đổi thử. Dạ. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào á em về em thử Na, đã anh biểu coi, ví dụ vậy. Rồi Na nó vậy nhá. Dạ. Cảm ơn hai em. Em tên là Trương Trọng Thắng, năm nay là 32 tuổi. Nghề nghiệp là nhân viên địa ốc. Thắng 32 tuổi thiệt á hả? Dạ. Em có khai mang không? Dạ không chị. Nhìn vậy trẻ quá. Nhìn em giống như là 21, 22 á, đúng không Thuận? Đúng vậy. Dạ. Còn em? Dạ em là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 24 tuổi, trả. Tâm là 24, còn Thắng là 32. Dạ. Nghĩa là trên lệch nhau chỉ có chút xíu tuổi thôi. Thế là Tâm và Thắng quen nhau khi nào? Tình cờ một dịp em lang thang trên mạng, một cái trang mạng xã hội nói, thì em thấy nick của bà xã nghe cũng hay hay, đó là Tiểu Thư Tập Yêu. Cho nên là em mới add nick làm quen thử. Thấy ảnh làm quen thì em cũng trả lời như mọi người thôi. Xong rồi tụi em mới hẹn hò nhau đi coi kịch Người Vợ Ma hay lắm. Cái em biết cái kịch Người Vợ Ma của ai không? Của chị Hồng Vân. Dạ, của chị Hồng Vân. Em rất là thích cái vở kịch đó. Anh đã coi cái kịch đó 5 lần rồi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Em đi coi với bà xã của em. Dạ. Không có mấy lần trước cũng là bạn gái nữa chị. Có nghĩa là chắc là chị hố hả trời? Hố hàng. Có nghĩa là cứ mỗi lần đi coi với bạn gái là dẫn đi coi. Lần đầu tiên thì em đi coi với lại gia đình. Lần thứ hai thì thấy hay quá thì mới rủ những bạn đồng nghiệp trong công ty đi xem. Lần thứ ba thì với là cô bạn gái thứ hai. Thứ tư thì với cô bạn gái thứ ba. Trời ơi, bà xã cuối cùng là thế nào? Em cảm xúc như sao? Lúc mà lần đầu tiên gặp mới chết ngày thứ hai là hẹn đi xong rồi. Hôm đó em đi diễn, em hẹn ảnh là anh tới trước có gì em diễn xong em chạy qua đó luôn. Cái ảnh qua trước em tới em điện thoại cho ảnh là anh ơi em tới rồi, giờ anh đang ở đâu? Cái anh mới nói là em đang ở đâu, em đứng cho nó đi rồi anh lại. Giờ tắt máy xong cái em thấy có một người đi lại, trong bụng em nói trời sao mà sớm dữ vậy, không có được đẹp như là trong hình. Cái xong cái em nói giá trời đừng phải là người này nha.
rồi. Cái sao em quay mặt em lên đó, cái ảnh lại ngay em, anh hỏi tên. Xong hai đứa mới đi chơi bowling xong rồi bắt đầu mới vô xem kịch. Ủa vậy chứ em làm nghề em gì? Làm nghề gì ạ? Chứ em làm diễn viên múa. À, diễn viên múa. Vậy là tụi em quen nhau qua mạng. Dạ. Quen được bao lâu á thì là đi chơi bowling với lại đi coi Dạ chắc ngày trước ngày sau đi. Em chỉ nên là hơi bị sốc người ấy không như là cái suy nghĩ của mình. Dạ. Đúng không? Em. Dạ. Ấn tượng ban đầu của vợ em dành cho em đó là sến. Dạ. Vậy thì em ấn tượng ban đầu về vợ em đó là gì? Ở ngoài thì cô ấy rất là cao ráo, thể hình rất là sport. Em nhìn là em thích liền, thích ngay từ đầu luôn. À. Rồi sao? Cũng lỡ hẹn rồi thì xong rồi tụi em vô coi kịch mà lại là kịch ma nữa. Em cũng rất là sợ ma. À, ngồi ngay cái máy lạnh chĩa xuống rất là lạnh luôn nữa. Lâu lâu cái sợ quá cái giật mình cái đụng ảnh cái nè, cái lúc mà vợ em á sợ giật mình đụng em, cảm xúc em sao? Lúc đó em cũng muốn là choàng qua để ôm che chở đó. Che chở ôm cổ, nhưng mà đó là lần đầu tiên gặp cho nên là sợ là người ta sẽ nghĩ là mình lợi dụng. Đúng. Cho nên là cứ ngồi im ru. Dạ, ru luôn. Dạ. Coi như hôm đó là im ru thôi chứ dạ, không có vấn đề gì. Im ru. Thì nó cứ mỗi lần sợ cái chọc, cái sợ chọc cái mà hai đứa thì vẫn im ru. Hai đứa cứ cạo qua cạo lại. À. Thành ra là đến lần đi chơi thứ bao nhiêu thì hết im ru. Lần thứ hai là hết im ru là đi đâu? Lần thứ hai là đi xem phim. Phim gì? Hai phim, phim hành động với phim ma. Nữa phim ma nữa hả? Chiều nữa, chiều phim, đây đi coi phim ma để cả nữa. Sau cái buổi coi kịch ma đó dạ, thì bao lâu thì mới đi coi phim? Ờ. Dạ ngày hôm sau luôn. Ngày hôm sau luôn? Dạ. Hai bạn chậm này được hả? Cái là chậm quá. Dạ cái hẹn khoảng 7-8 giờ gì đó tới rước em. Em sửa soạn từ chiều. Cái bữa đó trời mưa, anh nói là ngập nước qua xe đi không được. Cái em cảm thấy tức quá, từ chiều giờ mình sửa soạn mình ngồi đợi cả buổi mà giờ giống như là không được đi nữa. Bữa đó là em rất là cố gắng để mà vào nhà của vợ nhưng mà mưa ngập lên láng luôn, xe mà đi vô đó là chết máy thôi. Rồi bao lâu thì hai bao lâu đi thì coi rút phim? Nước. Dạ thì em kêu anh đợi rồi em kêu em chở ra hai đứa đi coi phim. Vô coi phim mới liền sao? Cả làm sao? Trời ơi em hỏi sao lạ liễu quá vậy? Lúc đó cũng là do hoàn cảnh thôi anh. Cái rạp phim đó là cái rạp phim tư nhân. Cái lúc đó là trời mưa cho nên là quán vắng lắm, chỉ có hai đứa. Lúc đó là giống như là cơ hội tới. Xem phim ma thì lúc đó là bà xã cũng sợ rồi. Lúc đó là hai đứa cũng lạnh, vừa lạnh mà vừa ướt nữa. Cho nên là kỳ này là càng mạnh bạo hơn. Bà xã thì ngồi dựa sát vào em thì em choàng qua em ôm. Thì thấy cô ấy cũng không nói gì. Rồi em mới tiến tới là nắm tay. Cũng không nói gì. Còn gì nữa? Rồi thấy vậy cái em làm luôn là... Làm luôn là cái gì? Không có là ôm hôn. Ừ. Bởi vì nó phải rõ ràng, cả tiếng Việt mình nó phong phú lắm. Cái từ làm luôn ai biết làm gì. Cái thấy ảnh ôm em xong ảnh hôn thì cũng cảm giác rất là ấm áp. Ảnh thì nhỏ con nhưng mà được cái là vòng tay rất là ấm. Ồ. Dạ, xong là thấy ấm quá thôi để luôn. Em à, dạ. Rồi cái lúc đó em có tranh thủ tỏ tình luôn không? Thấy hôn á, cô ấy cũng im cho nên là lúc đó là em mới nói là em đồng ý làm bạn gái của anh nha. Ồ. Thì mới nghe một cái lời đáp rất là ngọt ngào. Dạ. Dạ luôn. Vậy thôi dạ đó hả? Ừ. Dạ, có nghĩa là câu chuyện tình của hai bạn là một câu chuyện tình rất là lâu ngày. Quen nhau xong đi coi kịch. Mà nếu viết tiểu thuyết thì chỉ có coi như nửa trang nữa đó. Là... À, cái nghĩa là đi coi kịch xong rồi đi coi phim rồi thế là quen nhau. Dạ. Rồi sau đó thì bao lâu lấy? Khoảng 6 tháng. Trong cái khoảng 1 tháng đầu tiên á thì hai đứa gặp nhau thường xuyên đi chơi rất là vui. Ngày nào cũng gặp hết, vui lắm. Từ lúc quen tới bây giờ luôn là chỉ có 2 ngày là không gặp nhau thôi. Vậy hả? Lúc mà quen ảnh á toàn là em tới rước ảnh không à, anh không có rước em. Thì anh nói với em là em ơi thôi giờ hả công ty anh ở quận 3, nhà anh thì quận 10, em ở Bình Tân. Nếu mà anh làm xong anh đi về anh tắm rửa, anh qua nhà em chắc khoảng 7-8 giờ. Bây giờ xong rồi mình phải chạy ra quận nhất mình chơi thì nó mất thời gian lắm. Anh nói thôi giờ em qua nhà anh em rước đi rồi hai tụi mình có thời gian đi chơi nhiều hơn. Cứ thế là ngày nào em cũng tới rước. Nghĩa là từ lúc yêu nhau cho đến lúc lấy nhau cho tới bây giờ luôn đó. Dạ. Nghĩa là chỉ có 2 ngày là hai bạn không gặp nhau thôi. Dạ, 2 ngày dạ. Đó giận. Giận sao? Bữa đó đang chở nhau đi chơi, cái ảnh kể về mấy cái cuộc tình trước của ảnh. Cái ảnh nói là mấy người trước bỏ ảnh không à. Anh nói với em là cho dù sau này anh với em mà có chuyện gì đi nữa, chia tay hay là gì nữa thì anh cũng có buồn nữa. Hỏi chị mà bạn trai mình nói câu đó làm sao mà không buồn được đúng không? Tự nhiên đang quen mình mà đi nói câu đó. Tại vì á em quen trước đó là 2 người rồi. Thì mối tình nào em cũng rất là thương yêu thấm thiết rồi kéo dài trên 3 năm. Hai bên gia đình đều biết nhau hết rồi cũng là định ngày là sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng mà cũng là do duyên số thôi. Chia tay cho nên em nghĩ là giống như là trở thành vợ chồng cũng là do duyên số. Cho nên là quen á thì chưa chắc gì đã trở thành vợ chồng. Cho nên em nghĩ sao thì em nói vậy. Ồ, đó. Bây giờ hiểu chưa? Sau đó thì bao lâu thì cưới? Khoảng
5 tháng sau. Có một hôm thì em rủ bạn gái về nhà ra mắt ba, giới thiệu với ba cơm gia đình thôi. Trong cái buổi cơm đó thì em cũng có nói giỡn là ba thấy bạn con được không? Con cũng lớn tuổi rồi, thôi sang năm ba làm đám cưới cho con nha. Ba cũng im im, ba không nói gì hết. Xong rồi cái một hồi cũng lặp lại cũng câu hỏi đó, nói ba sao thấy được không, làm đám cưới cho con nha. Ba mới quay qua ba nhìn thì ba mới nói là bộ muốn vợ lắm rồi hả? Muốn vợ thì thôi ngày mai là cưới liền đi. Trời ơi, tội nghiệp còn quá à. Bất thờ không chị? Bất thờ lắm. Xong cuối cùng sao, ngày mai có cưới thiệt không hay không. Sao? Lúc mà ăn cơm xong thì hai đứa vô phòng, sao em mới nói hả? Có hỏi em chưa mà là tự nhiên đòi cưới. Có ai chịu đâu mà cưới. Cái anh mới nói là giờ không chịu không cưới luôn nữa. Bắt cóc luôn. Anh mới nói câu gì? Cưới vợ phải cưới liền tay. Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Rút kinh nghiệm với lần trước. Rồi sau đó em đồng ý hả? Thấy ảnh là một người sống rất là tình cảm, cũng rất là thương em, thôi cũng chịu luôn. Rồi bây giờ lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, một năm mấy. Một năm mấy. Rồi các bạn lấy nhau về thì các bạn có những cái bất ngờ gì về nhau không? Quá bất ngờ. Vợ em thì nóng như lửa luôn. Rồi với lại có một cái tính là hay bừa bộn. Lấy cái gì ra làm xong rồi bỏ đó. Nói góp ý thì nói là anh cứ để đi, chút xíu em dọn. Nhưng mà toàn là em đi dọn không à. Em sao? Ảnh thì rất là gia trưởng, nói nhiều, kỹ tính. Ăn thì rất là kén ăn. Vô bàn ăn bới cơm cho ảnh nhiều thì nói em ơi sao bới cơm nhiều vậy, sao anh gấp vào ăn được. Cái bới cơm ít chút xíu anh ấy, sao anh bới cơm ít quá vậy, không có đầy chén à. Bới sao anh cũng không chịu hết trơn á. Cái vô còn đồ ăn thì nói trời nay đồ ăn gì đâu mà không có hả, ngon lành hết trơn. Lúc nào vô bàn ăn là cũng chê. Vậy nói nhiều kỹ tính à. Còn em thì hay giận hả? Dạ, ba giận. Xã thì hay giận, hở đụng chuyện gì cũng giận hết. Ủa nhưng mà cái lúc quen nhau là không lúc quen nhau là không hề. Chà. Rất là vui vẻ, nói một cái là cười, nói một cái là cười. Tại vì lúc mà quen ảnh thì ảnh cũng đâu có chọc cho em giận. Lúc mà cưới nhau xong về cái ảnh hay chọc với chọc qua giận lại, xong cái em đặt tên cho ảnh luôn là Khoái Chọc Thắng. Hả? Còn ảnh đọc lại cho em là Giận Thị Hờn Tâm. Ôi, giận thì hờn tâm hả? Giận. Biết người ta hay giận mà cứ khoái chọc. Nhiều khi vợ em nóng tính đó là do cái gia trưởng của mình quá. Dạ em cũng nghĩ là một phần. Nhưng mà cũng một phần là cô ấy hay giận. Dạ cho anh hỏi nghe là nãy chồng nói em là nóng tính rồi hay giận. Vậy thì em có hay ghen không? Dạ cũng có. Dạ quá ghen. Quá ghen luôn hả? Dễ giận mà lại hay ghen nữa. Anh nghĩ là em phải là người ghen đó chứ. Tại sao em chở em đi trên đường cái ngang quán cà phê có nhiều cô á mặc đồ hở hang sexy, cái anh hay nhìn qua. Anh nhìn cái em mới nói anh nhìn gì vậy? Cái anh nói thì anh nhìn vô quán cà phê thôi, nhưng mà thật ra là em biết anh nhìn mấy cô đó. Giống như là không có tôn trọng mình. Cái đó là do tâm lý thôi. Nhưng mà nhiều khi anh sợ là chồng em ghê chọc em không? Không có, ảnh thích vậy người nào như đi xe gặp mấy cô mà hả mặc đồ hở hang hay là gì dáng đẹp hay là gì là ảnh cũng nhìn hết trơn. Nhìn xong mà còn quay lại nữa chứ. Cái đó giống như là một cái phản xạ tự nhiên của một người đàn ông thôi. Mà thực ra trời ơi, chị đố em tìm ra một cái ông đàn ông mà thuần chủng nào á mà thấy chị nó đẹp bây giờ. Dạ đúng rồi đó. Em à, dạ. Em có muốn vợ em bớt ghen không? Cái tính ghen thì em không có sợ, mà em chỉ sợ cái tính nóng tính thôi. Nóng tính. Dạ, em muốn vợ em là bớt cái nóng tính lại. Em nóng tính là em im lặng à, còn anh này thì nói nhiều. Em mỗi lần mà giận nhau thì anh này nói thôi mà em hay nhịn đó. Em mà càng nhịn thì anh càng nói, cứ nói nó hoài, nó hoài. Nói biết à, em mới nóng lên nữa, xong cái khóc rồi xong cái khó thở rồi xỉu này kia. Tức là nóng cái kiểu mà nóng lạ đó, dạ, đó. Chứ không phải là nóng mà la hét đập phá đồ đạc mà nóng xỉu. Chà cái này căng à, đó căng là một ca khó nữa nha. Nên là đừng bao giờ để cho con này nóng lên nha. Nóng lên vậy xỉu bất tử nữa, coi như là mệt à nghe. Dạ. Rồi đó giờ nghe vợ tâm sự vậy thì em thấy sao, có sửa được không? Thì bây giờ biết tính của vợ vậy rồi, cho nên là cái gì nhịn được thì cứ nhịn thôi. À thôi, tôi nghĩ là cứ nhịn. Mỗi người nhịn một miếng thì sẽ hạnh phúc và bền vững hơn. Cái nóng này nóng kỳ lắm, mà nóng lạ lùng lắm ạ. À. Rồi về, bớt nóng lại nghe. Xin cảm ơn hai bạn. Nghe nè, sáng nay mới cạo đúng không? Anh cũng mới cạo luôn. Hai anh em mình được cái bóng lưỡng. À, rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thủy. Em sinh năm 1989. 1989 là nhiêu tuổi ta? Bây giờ anh chị cộng trừ nhân chia nó dở lắm. À, năm nay nếu mà tính luôn là 32. 32. Trẻ trung say đắm quá. Dạ. Trẻ hơn số tuổi. À, nghe. Cảm ơn anh. Rồi, nghề nghiệp ở đâu? À, em hiện tại bây giờ là em đang đi hát nhóm. Nhóm hát. À, và em đánh DJ thêm. Thì thôi. À, có chứ DJ nữa hả? Dạ. Ủa, dạ. Ủa, em hát nhóm nào vậy? Giới em thiệu hát luôn nhóm đi. The Queen. Được à, Queen. Dạ, không biết anh em mình gặp nhau chưa ta? Dạ chắc cũng có. Anh nghe cái tên này quen lắm. Dạ. Đó nghe The Queen. À. Rồi mời ông xã.
Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt. Em năm nay 35 tuổi. Hiện tại công việc em đang là quản lý cho nhóm hát của gia đình. Cô ca sĩ là coi như là dưới sự điều hành cả cuộc sống lẫn sự nghiệp của một anh quản lý. Đó, nhưng mà là làm quản lý trước khi cưới cô ấy hay là sao? Dạ sao anh? Sao? Dạ. Thì quản lý xong rồi quản lý một thời gian mới yêu nhau đúng không? Đúng em không? Đoán đi, em làm thầy bói coi. Chắc có nghĩa là cơ không. Cơ duyên hai người gặp nhau nè. Mới làm quản lý thôi. Chứ trước đây là khán giả. Một khán giả đi coi thấy nhóm bốc lửa quá. Mà đặc biệt là thấy cái cô này cổ ấn tượng nhất trong nhóm. Có một cái chiếc răng khểnh quá đẹp. Hay là quyết định cua và sau đó trở thành quản lý đúng không? Dạ trước là em đi hát chung với chị hai của ảnh là nhóm Trendy Girls. Sau đó em mới nhóm nghỉ thời gian thì em mới làm nhóm mới. Nhưng mà anh đoán nó có đúng cái phần nào không em? Không. Dạ hơi sai chút xíu. Bé nó lịch sự quá chị. Nghe bé nói là chị biết là không đúng. Bé nó lịch sự hết sức luôn. Hơi sai. Thôi thôi bây giờ đừng để anh đoán nữa. Tại chị một chỉ có hay kêu anh đoán lắm. Không. Khoái cười. Khoái cười chứ nó nổi đâu. Mỗi lần mà anh Bin mà anh đoán nó hề hước lắm em. Nó không có cái gì mà trúng vô cái gì hết trơn trời. Người ta cũng trúng bộ lâu lâu cũng trúng miếng. Rồi bây giờ thôi nè. Bây giờ thôi vậy thì hai vợ chồng kể cho anh nghe đi. Đó, cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng biết nhau và bắt đầu yêu nhau? Dạ, là trước khi mà em biết ảnh á, là em làm việc chung với lại chị hai của ảnh. Đó, em là đi hát chung với chị. Sau đó thì em mới biết ảnh. Và lúc đó thì ảnh chưa có vào nghệ thuật, chưa có quản lý em. Lúc đó làm gì? Dạ, ảnh làm bên cơ quan nhà nước. Rồi. Sau đó thì tụi em mới biết nhau, thì thông qua chị thôi. Cái lần đó là hai đứa biết nhau là cách đây bao lâu rồi? À nếu mà tính ra là cũng 14-15 năm. Nhưng mà cái khi mà em thấy cô bé này đi hát chung với chị của mình á, thì cái lần đầu tiên mà em diện kiến cô bé này thì cái cảm giác của em sao? Thì lúc đó em thấy cũng xinh xinh. Xinh hơn bằng mà... bây giờ hay là hơn bây giờ hay thua bây giờ? Nói thiệt. Thiệt không bằng giờ chị, không bằng giờ. Không bằng giờ. Thì anh nói là anh về anh chăm chăm đẹp hơn xưa đó. Là xinh là em thích liền dạ. Không? Đó. Em có thích liền không? Dạ chưa chị. Cái chưa duyên tới thôi chứ lúc đó là thực tế là em chưa có cảm xúc với lại vợ em. Cảm xúc mà chỉ biết là thấy cô bé này dễ thương thôi. Hỏi thẳng luôn là lúc đó em có bạn gái chưa? Có nhiều lắm anh. Lúc đó chắc là tóc bồng bềnh đúng không? Đâu hồi xưa là hot boy anh. Hot boy. Còn em sao em nói luôn đi, em nói cái cảm giác khi mà em gặp anh này lúc. Nói chung là em gặp anh lúc đầu em cũng không có ấn tượng gì nhiều mà hình như là em thấy em ghét ổng nhiều hơn. Ủa sao vậy em? Sao hot boy mà em ghét người ta là sao? Dạ, thường em thấy ai mà mặc đồ bảnh trai hay này nọ là em cảm giác người đó kiểu giống như là sao ta? Đào hoa lắm. Đúng rồi anh, cảm giác em thấy không có được tin tưởng là an tâm đúng không? Đúng rồi. Là mình dạ, đúng. Càng hot boy thì là em sẽ không nhìn tới. Nhưng mà cái bề ngoài của ảnh á là nó có khác với cái tâm hồn và cái tính tình của ảnh không? Tức là ở ngoài thì nhìn như đào hoa nhưng mà ở bên trong nói chuyện có hiền lành, có tạo thiện cảm với mình hay không? Thì nói chung là rất là lịch sự. Nói chuyện cũng rất là dễ thương nhưng mà kiểu như là do giống như là mới em chưa biết á cho nên em cảm thấy em ghét. Lúc đó là em bây giờ là ba mấy mà gặp ảnh cái tuổi là mười mấy năm. Lúc đó em học lớp 10, lớp 11. À giờ chưa được 18 luôn đúng không? Thì thường là mấy bé mới lớn nó hay vậy lắm. Đúng rồi. Nó có một cái gì đó mà cái nó tâm tính nó mưa nắng lắm mà nó giống như nhiều khi nó thích đó. Rồi đến khi nào thì hai đứa bắt đầu quen nhau? Để nói cho nghe, nhiều khi nó thích đó nhưng mà làm bộ nó không thích. Hiểu không? Hiểu không? Em có cảm giác gì không? Em có cảm giác con bé nó nhìn mình nó cũng ngã ra, nó cũng đổ đó. Nhưng mà nó sợ sạo, nó làm bộ nó chứng tỏ ra đây là ức. Có không? Lúc đó em cũng không nghĩ tới. Nghĩ hả? Rồi sao quen? Tại vì nói chung là tại vì lúc đó thì giống như là cũng có nhiều người muốn cua em á. Ổng là người giới thiệu để người ta cua em. Ồ vậy? Mà cuối cùng á người ta không có dính. Mà không dính? Mà dính không? Chà, lý do gì dính ta? Lý do gì mà dính được tay hay vậy? Tại vì tới cái quán cà phê đó thì bạn bè em ai cũng hỏi hết á. Ai cũng ngồi nói chuyện với bà hết. Em đâu có trách nhiệm đâu, em cứ ngồi góc ra ngoài kia. Em ngồi im. Cái bà thấy sao thằng nào mà im nó láo láo. Vậy đó, tự nhiên cái bà lại vô tình những cái thằng im nó lại là dạ, chú rồi. Ý dạ đúng rồi, cố không? Tình im để cho mình chú ý tâm. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Dạ thì cái ngày hôm đó là cũng giao thừa. Thì mấy anh mấy đứa em á rủ đi đi chùa
đi chùa đêm giao thừa, mà cuối cùng mấy đứa nó không ai đi á. Còn có hai đứa em mà em đã lỡ xin nhà cho đi rồi, mà bây giờ ở nhà thì bị quê. Thôi giờ hai đứa đi luôn, có mình hai đứa thôi. Là thế là đi vô chùa, là chùa Vĩnh Nghiêm á. Là tụi em đi vô chùa cúng xong xuôi, lúc mà đi ra ngoài á thì ngồi đứng nói chuyện hết đơ đơ đơ, hết kỳ kỳ ngại ngại. Cái sau ổng nói thôi mệt quá, bây giờ nắm tay luôn đi, kỳ quá. Là lúc đó là quen luôn, lúc đó quen luôn, là Vĩnh luôn. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó mới 17, 18, 17. Trứng giám đó. Bùa ra xong là coi như là dạ, quen luôn. Cho nên mai mốt người ta hỏi, ô lần đầu tiên các bạn quen nhau là đâu? Dạ tôi quen ở trong chùa. Rồi sau đó là tình cảm của các em nó nảy nở, nó nhiều kỷ niệm đẹp không? Hay là nó gặp trắc trở? Dạ lúc đó thì vẫn chưa đâu. Tại vì cứ nghĩ là quen đi, thử coi sao. Nhưng mà khi anh quen em rồi anh còn đầu không? Còn anh. Còn giấu em á. Nhưng mà có như vậy nào? Như vậy là có nghĩa là bạn này bạn nói giấu, như vậy có nghĩa là đã có cái sự chẳng hạn như là bắt cá hai tay chẳng hạn, có không? Không, có chị không? À, tức là trong cái thời gian quen á thì hai đứa thì vẫn quen bình thường, nhưng mà những bạn gái cũ hay nhắn tin rồi ngủ đi ăn sáng thì nào cái vô tình thì em phát hiện thì em mới biết chứ đâu em đâu biết là cũng có bạn gái trước hay này nọ. Cái xong em mới phát hiện là ổng đang quen với con đó vậy đó. Nhưng mà tự nhiên quen em. Cái xong rồi cuối cùng thì hai người dứt khoát nào em không biết. Tức là ủa là sao em kể tiếp đi em, có nghĩa là tức là em từ chối chị. Từ chối người kia. Em từ chối, em không nhận cuộc điện thoại của họ. Nhưng mà sao bà này lại thấy tin nhắn rồi bà cũng ngủ gọi đi ăn sáng. Bà gọi trực tiếp cho bên số luôn. Rồi thành thử ra em đâu dám mong man nữa. Dứt luôn. Im luôn. Im luôn. Dứt bên kia luôn. Dứt phát luôn. Dạ. Nhưng mà hai đứa là giống như là hai đứa quen vậy trơn tru suôn sẻ, hay là có những lúc nào mà hờn giận chia tay không? Nhau không? Đó. Dạ cũng có chứ. Có giận. Nó không thì không ai tin đâu. Dạ. Có giận chứ. Dạ. Mà ai là người ai là người mà gọi là ấy trước? Thì cũng cái vụ đó xong là bà giận em. Bà giận em xong rồi bà cũng có trả thù không? Chắc em nghĩ cũng có đó. Tức là chủ động chia tay hay sao? Tức là cho thời gian vậy, cho thời gian. Cho anh thời gian suy nghĩ là bây giờ anh chọn em hoặc là anh chọn người ta. Thì em cho anh 2 tuần. Hai tuần để anh suy nghĩ xem như thế nào, anh trả lời cho em một câu quyết định. Thì trong lúc đó thì ngày xưa bà tham gia nghệ thuật mà, thì ca sĩ này nọ kia lên tập. Thì cũng là đi chung với người ta ăn uống gì đó, cái em phát hiện lại. Thì xong rồi em lại phải, em lại là... ghen ngược lại. Nhưng mà em cố tình em dằn mặt ảnh hay dạ, sao? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi đó. Tâm lý dằn mặt. Nhưng mà tới lúc mà ảnh ghen ngược lại thì lúc đó em sao? Dạ nói chung là thì giống như là bạn bè mình đi chơi, mình đi ăn thì cái bạn nó chở em đi thôi. Thì em cố tình cho ổng thấy mà. Khi mà thấy rồi cái ghen ngược lại em làm hùng làm hổ với người ta. Thì khi mà làm hùng làm hổ vậy rồi thì em thấy là thôi mình dứt khoát với bên người bên kia đi. Tội để... ra không phải, tức là cũng bạn bè thôi chứ không phải là quen nha. Tức là mình chỉ là mình đi chơi, đi ăn đi uống rồi người ta chở đi thôi. Rồi xong rồi tới lúc mà ổng thấy, lúc mà chở lên phòng tập á, tại vì em nói là cho thời gian ổng suy nghĩ mà, thì em cũng có phải có thời gian, có không gian riêng của em. Đó cho ổng biết là đâu phải là không có anh, em không có ai. Nhưng mà đó vậy nè. Thì lúc mà ổng ghen lại á thì em thấy là thôi mình phải như thế nào phải rõ ràng. Đó thì khi đó em mới nói là bây giờ anh quyết định sao vậy đó, thì ổng nói ổng quyết định ổng chọn em, thì em cũng quyết định vậy thôi, tôi cũng chọn anh. Rồi thì bến bao lâu, thì tại vì lúc đó là em còn, thật ra lúc đó em vẫn còn nhỏ. Dạ đúng không? Còn nhỏ thì, nhưng mà dạ. Gia đình có biết nhau không? Dạ, đến bao lâu rảnh mới đến nhà em? Gia đình em biết luôn. Không biết sao chứ hồi lúc mà em còn đi học á, bạn mà gọi điện thoại tới hay gì mà nghe tới con trai á, gia đình em khó lắm. Trời la không cho quen mà. Như sợ, vậy chắc chắn anh không dám. Sợ bị ảnh hưởng tới việc học của em. Cho nên la dữ lắm, không cho quen, em cũng không dám quen. Tới năm lớp 10, lớp 11 em chưa có quen ai luôn. Cái khi mà quen biết được ảnh rồi đó, ảnh qua nhà em, mà ở nhà thấy ổng kiểu cảm giác như là chắc hiền với lại này nọ vậy đó. Đó, cho nên là cũng ân hay sao á, cái không làm khó dễ không nè. Cứ qua nhà rồi ăn cơm giống như là con cái cháu trong nhà vậy. Giống như ở nhà, rể trước như nhà của mình vậy luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà qua có phụ ba mẹ được không? Có thể hiện là một người đàn ông coi như là rất là tháo vát việc nhà không? Dạ nấu có ăn luôn đó, ngoan lắm anh. Nấu ăn luôn đó. Nấu ăn luôn hả? Nấu ăn luôn. Phụ chắc ông bà và vợ tương lai lúc đó chắc cưng lắm đúng không? Tại còn trẻ mà, ba má vợ em cũng trẻ lúc đó. Nhưng mà thời gian đó là kéo dài bao nhiêu lâu em?
hai đứa quen nhau trong dạ, cái thời gian đó là bao lâu? Một năm mấy, gần năm hai năm mấy đó. Rồi xong là cưới luôn á hả? Dạ. Dạ cũng chưa đâu. Tại vì nói chung là ổng cưới em là cũng giống như là bị bất đắc dĩ. Bác sĩ báo cưới hay sao? Dạ không, tức là mấy chị á, bên nước ngoài về á à. Cái đi qua thấy ủa sao cái thằng này nó làm gì mà nó cứ vô nhà mình nó tự nhiên quá vậy. Đó cái nói cái bài em nghe, cái bài em mới kêu ổng ra nói ừ con mốt con qua đây thì con ngồi ở đây bớt chơi bớt tự nhiên lại không? Bớt tự nhiên lại. thì lúc đó thì ổng thấy vậy bực quá đi về nhắn tin với ba. Ừ ba ơi con muốn có vợ. Là nói với ba em hả? Không, nhắn với ba. À. Cái xong mới qua hỏi cưới. À. Lúc em nhắn tin nói với ba thì gia đình của em phản ứng như thế nào? Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em là 22 tuổi. 22 tuổi rồi dạ. Lúc đó mà đội đàn ông mà 22 tuổi mà xin cưới vợ là gia đình hơi bị sốc đó. Dạ. Không biết nhà em có sốc không chứ dạ. Mà bây giờ thằng con chị mà nó biểu nó xin cưới vợ là chị sốc dữ lắm á. Dạ. Nhắn tin với ba là ba ơi con muốn lấy vợ. Ba em cũng nhắn được một tin về nhà đi rồi tính. Vậy đó. Rồi xong rồi ba mới bàn với nhà là dẫn bà ngoại qua bên nhà bên này. Nhà tính thiệt. Để hỏi luôn. Ừ. Rồi khi mà qua thì gặp ông nội bên này thì ông nội này cũng ưng. Ưng rồi ông nội kêu là thôi tao gả. Nhưng mà đầu năm thì hẹn cuối năm mới cưới. Ừ. Đó thì hai bên cũng nói chung là lúc đó cũng suôn sẻ lắm. Ôi vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị hỏi là lúc mà về em về gặp ba đó. Rồi cái điều đầu tiên ba nói với em là gì? Giống như là lúc mà ba nói về đi tính á, lúc ba gặp dạ. Em ba nói câu gì? Ba hỏi thì cũng hỏi là con muốn lấy ai rồi thế này thế nọ thì con thì sau đó em mới nói là bé Thủy tham gia chung với chị á. Ừ. Ở nhà mới nói cũng được. À vậy hả? Chắc cũng nhờ dạ. Chị đó, coi như là cây cao bóng cả của chị đó dạ, đúng vô rồi. Bởi dạ. Giờ gia đình là ưng liền đó. Chung là cả hai bên. Tại vì biết sao không, 22 tuổi á là với con trai là còn trẻ lắm. Đúng rồi. Còn con nít lắm. Trời 22 tuổi dạ. Chưa giờ nghĩ luôn á. Sự nghiệp các lúc đó còn chưa có cái gì, thành ra là mà đòi lấy vợ một cái là thấy mệt rồi đó. 30 tuổi mà tôi còn chưa có ý định lấy vợ luôn đó. Nói chứ lúc đầu ba em cũng không có đồng ý đâu. Tại vì còn nhỏ quá. Ừ. Với lại ba cũng dự định là cho em qua bên Mỹ á để định cư. Nhưng mà cuối cùng em quen ông này nè, các em từ chối em không đi. Như vậy là cả hai bên đều đồng ý hết. Dạ. Vậy chắc chắn là đám cưới các em không có gì gọi là trắc trở hết đúng không? Dạ. Nghĩa là trước khi đám cưới có một cái trục trặc gì nữa không? Dạ có. Nữa hả? Cái trục trặc nói chung là định ngày cưới xong xuôi hết rồi. Ừ. Thì có giấy mời đi nghĩa vụ quân sự. Là đi cũng một 10, năm rưỡi. Tháng 10 cưới thì tháng 9 em nhập ngũ. Tháng 8. Vậy là sao? Ủa gì có đám cưới đâu. Dạ thì xin về cưới xong rồi lên đơn vị lại. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Mà mình không có về được ngày cưới sao? Dạ, đã mời hết rồi. Dạ đã lên thiệp với lại đã mời rồi. Vậy mình... là cái cưới xong á là cái đêm tân hôn chắc tức tưởi lắm hả? Dạ, được 5 ngày. Xong lại đi. Coi như cái tuần dạ, trăng mật rồi. Bị khuyết á. Đúng rồi. Tuần ta 7 ngày để ở được có 5 mà ngày còn tính nhỏ luôn quá. Ngày cưới. Mà vợ còn quá nhỏ nữa, đúng không? Lúc đó chắc em 19 20 hả? Dạ, dạ tính ra là 19. 19 à, đúng không? Rồi, như vậy khóc đến nay không? Là... Khóc dữ không? Dạ, cũng không đến nỗi. Tại vì em ở nhà ba má chồng á, thì ba má chồng cũng thương. Với lại em ngủ chung với má chồng em. Tại vì má chồng thấy em ngủ mình đó chắc buồn á, cho nên lên ngủ chung với em. Thương quá hả? Dạ. Hồi nào mà anh bộ đội về thì má chồng đi xuống lại, đúng không? Đã. Cũng 5 rưỡi anh. Dạ. Ủa em... tới bây giờ là các em cưới nhau được là mười mấy năm rồi đúng không? Nếu mà tính luôn năm nay là 13 năm. 13 năm anh. Ừ. Dạ. Con cái sao rồi? Con em nay 12. Nào 16 tuổi. Ủa vậy là sau cái tuần lễ khuyết á, của đêm tân hôn đó là dính bầu luôn dạ, hay gì? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Chắc chắn luôn rồi. Em về dạ. Là em về là con em xuất ngũ là con em được 3-4 tháng vậy đó. Tại chú bộ đội là đè nén rồi cũng cả tháng trời. Thì đó. Rồi về cưới một cái là 5 ngày tân hôn. Cái đêm động phòng là phát pháo cái là dính luôn đó. Thì đó là dồn nén để còn đi chứ. Đi đúng không? Ừ. Ở các em còn quá nhỏ như vậy, đúng không? Chắc chắn là cái đêm động phòng chắc nó có nhiều cái chưa thể khám phá được đúng không? Nó còn thiếu kinh nghiệm đó đúng không? Người nếm kinh nghiệm. Sao Đạt? Cái đó em cũng đêm động phòng ấn tượng không? Ấn tượng chứ anh, ấn tượng chứ. Em nói chung là cái thời đó em còn nhỏ lắm, em không biết gì luôn á. Đến nỗi hôn mà em còn không biết hôn làm sao luôn mà. Nhưng mà hai đứa là giữ cho nhau cho đến ngày dạ, cưới đúng không? Dạ. Thì bởi vì mới dính em bé luôn đó. Mà ông này 22 tuổi rồi lúc đó cũng vẫn còn trẻ lắm. Đúng rồi, rồi rồi. Rồi trong quá trình mà lấy nhau rồi là có em gái mưa rồi anh trai nắng gì không? Hai đứa. À,
Có chắc. Nói chung luôn. Là có chắc trong luôn. Trong cái thời gian mà còn trẻ quá mà. Ừ. Đúng rồi anh. Nói chung là trong cuộc sống gia đình mà lúc nào cũng phải có cái gọi là trục trặc cái này nọ, mười mấy năm mà chứ không phải là ít. Thì có những cái biến cố này nọ. Nhưng mà sau những cái biến cố đó đó thì mình cảm thấy là mình cần nhau hơn, mình hiểu nhau hơn. Chứ không phải là sau những biến cố đó mình tan tành hay gì đó. Sao em? Cái chuyện em gái mưa là có xảy ra đúng không? Dạ đương nhiên là phải có. Là trong khi trường nào? Hợp nào? Trong trường hợp nào? Dạ trong cái thời gian mà em đi diễn bên nước ngoài á, em đi Úc. Đi thời gian cũng 10 ngày. Lúc đó cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng được 8-9 năm rồi. Ồ, mới đây. 8-9 năm. Dạ. Rồi. Thì lúc đó em đi Úc em diễn mà cũng 10 ngày. Thì ở nhà cũng quản lý ca sĩ. Rồi cũng quản lý em đó. Mà em đó thì muốn đi theo hát dòng bolero á chị. Nhưng mà cuối cùng thì em đã hát không được. Cái cuối cùng thì không quản lý. Đó thì em thấy là dắt đi giới thiệu người này người kia gì nọ. Rồi em thấy nhắn tin qua lại nói chuyện này nọ vậy đó. Rồi em phát hiện, tại vì khi mà em về á, cái điện thoại hả, mỗi lần mà em kêu đưa cho em hay gì nọ giấu. Run rẩy lắm, run rẩy lắm. Không dám đưa. Tới tối em gần em chôm cái điện thoại để em coi sao mà có ngày cứ giấu điện thoại hoài luôn. Đó, cái xong em gần mà gần không được. Đang ngủ này em chụp cái điện thoại cái giật mình giật lại rồi. Em nói chắc chắn là có chứ mày không có. Kiểu này là chắc chắn là có. Đó, cái xong mà em chụp đại vậy mà dính. Hỏi thẳng luôn, hỏi em mà dính. Đó, cái xong em mới phát hiện ra. Đó, rồi hỏi ra thì cũng chưa có gì hết. Cũng mới có kiểu như nhắn tin qua lại rồi ngủ ăn thì mưa nắng chút đỉnh đúng đó. Rồi, đúng rồi chị. Là đó, là phát hiện ra là xong, bạn này thôi đó. Dạ, xong rồi em kêu em nói chuyện với ba mẹ. Em được cái là có gì là em nói chuyện với ba mẹ để giải quyết. Em không có tự giải quyết mình. Rồi sao có đó chơi rồi sao? Rồi có chơi chiến thuật dằn mặt lại ảnh không? Anh trai nắng luôn. Dạ không. Tại vì lúc đó cũng lớn rồi. Em không có cái kêu sự đó nữa. Còn cái lúc cái kia là đúng còn không? Nhỏ. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà mình gia đình mình con nữa. Mình phải suy nghĩ cho con mình. Lúc đó em sao Đạt? Có năn nỉ, có giải thích hồi gì hồi hộp, sợ hãi chứ. Có sợ gãy đổ không? Có năn nỉ chứ. Rồi ba mẹ cũng kêu qua. Ba mẹ bên em cũng kêu qua ra ngồi nói chuyện. Rồi tao cấm mày vậy đó, không được vậy. Mày được, mày được. Phải nói với lại vợ mày sao? Rồi thế là lên bàn thờ ông bà rồi hứa. Hứa chứ cửu quyền thất tổ. Dạ, là cái đó là không có chối anh, được. Anh nghĩ là chỉ có trục trặc cái vụ đó thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Tới nay là không có còn cái vụ nắng mưa nữa đúng không? Rồi, sợ thôi, rồi. Chúc mừng. Sợ tới giờ luôn. Thật ra là các em lấy nhau từ cái thời mà còn rất là trẻ mà cho tới bây giờ mà chỉ có một cái chút xíu như vậy thôi thì cũng phải nói là các em cũng đã giữ cho nhau rất là nhiều để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình ha. Dạ. Rồi bây giờ mình vô cái vụ kia đi chị ạ. Kia đi em ơi. Kia đi. Cái đại hội dạch mặt em đi. Biết cái vụ đó không? Vụ đó là cái vụ ăn tiền đó nè. Đạt nói trước đi. Đạt sao em? Nãy thấy Đạt coi như là nãy giờ ngồi mà em hiền. 13 năm trời về chung chăn chung gói với cô ấy, có phát hiện cô ấy có nhiều tật xấu không? Tật xấu gì không em? Nói thiệt. Tật xấu của vợ em thì nói chung là vợ em dở lắm, dở về nấu nướng, giặt giũ tất cả mọi cái dở lắm. Công chuyện nhà dở. Dạ dở là không biết làm không gì hết. Không biết nấu luôn, không biết làm, chỉ biết nấu được hai món à. Mì trứng, mì tôm với lại chiên trứng thôi. Trời, hai món khó quá em. Chiên trứng nó còn dễ hơn luộc đó. Có những người chỉ biết luộc thôi. Sao? Còn có biết rửa chén không? Ít lắm thôi. Cái con em nói cho mẹ mày rửa chén được nhiều lần lắm á ngoại ơi. Cái mà ngoại hơi một mẹ mày rửa được mấy lần? Dạ hai lần luôn á. Trời ơi, rửa được tới hai lần trong 13 năm đó, ghê thiệt chứ. Quá nhiều luôn, số lượng quá nhiều. Không biết về nữ công gia chánh đúng không? Dạ. Rồi ngoài ra thì có cái tật gì nữa không nè? Nói chung là cái gì em cũng làm hết á. Về nhà là em làm hết cho anh. Tính tình thì sao? Giờ em còn tật xấu gì nữa không? Dữ lắm anh ơi. Dữ lắm. Dữ thì mới giữ được em đó đúng không? Cực dữ cỡ nào đâu em? Nó dữ là dữ như thế nào? Cực dữ. Chửi em dữ lắm. Nhưng mà cũng không có tục. Ví dụ em xỉn nhậu về này kia là nó chửi ghê lắm. Chửi sáng dậy còn chửi tiếp nữa. Nhưng mà mỗi lần chửi vậy thì em sao? Em có phản ứng không hay là im lặng? Em im mà. Em im xong nghe rồi bỏ em đi uống cà phê. Vậy đó. Vậy là nóng tính đúng không? Dạ, giờ em là nóng tính đúng không? Giận lâu không? Buổi trưa là xong rồi, chiều về là đi. Thường mấy người nóng tính không có giận lâu em ơi. Nóng rồi xả ra xong là hết đó. Trưa về ăn cơm là xong rồi. Rồi còn gì nữa không? Không có biết làm việc nhà nhiều nè, rồi nóng tính nè, rồi còn gì nữa không?
Nói chung là kiểu ai đó thôi chứ. Có hay nói đi nói lại một vấn đề không? Dạ có chứ, nhai đó. Nhai đó không? Nói nhiều đó. Có nhai là chuyện cũ không em? Dạ không, không, không. À, được nghe. Nhưng mà cái đó được á. Dạ. Ồ, sợ nhất là phụ nữ mà đem chuyện cũ ra nói. À. Rồi tới em đó. Không mà nhiều lắm. À. Tại vì á em thì không thích nhậu nhẹt. Ừ. Mà tối là cứ nhậu miết à, tại ngoại giao á. Bạn ngoại giao bè, để kiếm show cho ngoại giao rộng, dạ đúng rồi. À. Đó, cứ mỗi lần nhậu là em gọi điện thoại không bao giờ được. Ừ. Ít ra cũng phải à, anh đang đi với ai hoặc là sao sao cho mình biết. Ừ. Này không, đó, nhậu, cứ mỗi lần nhậu về là em la. Ừ. Mà em la là là tới sáng. Đang, trời ơi, giống thứ mà nhậu về là chỉ có muốn ngủ thôi em. Mà tưởng tượng đi về bắt ngồi bắt cứ lải nhải hoài. Căng á, căng nhằn của hai tới trưa ngày hôm sau luôn anh. Mà em ngủ được không á, cái quan trọng là ông có ngủ được không? Không mà vậy mà nó vẫn phải ngủ nè. Em xỉn rồi, ngủ hết. Vậy mà nó vẫn còn nhậu được là hay lắm luôn á. Chứ còn căng nhằn chỗ đó là làm biến nhậu luôn á. Thì em không thích em nhậu nhạt nhiều. Ờ, rồi nhậu nhiều rồi còn gì nữa không? Thứ nhất rồi, thứ hai là ngủ á. Khi mà kêu dậy á, một cái có công việc cái gì á, kêu chừng ai luôn. Khó dậy, ngủ vậy đó. Ừ. Ngủ qua không ấy đó. Hồi nhậu rồi. Xong về có làm phiền vợ không? Cái đó tật rồi. Tật dạ, đúng rồi. Hai em, nhậu thì xong về có làm phiền vợ không? Bị cái tật là đã nhậu về khuya thì cứ việc về ngủ đi. Không, alo em ăn cái gì không? Anh mua về cho em ăn. Cứ lôi đầu mình dậy mà ăn. Nói đang mà trong khi quạo đúng quạo luôn. Mình đang ngủ mà. Đó, mà trong khi em đâu có ăn khuya đâu. Em giữ giác nữa. Đó, cái xong kêu dậy ăn mà ăn khuya. Mà mua một lần mua về hay mua 2-3 phần. Đó. Cho ai ăn dữ vậy? Ổng ăn. À. Ổng ăn 2 phần. Ủa cái tật mà nhậu em xong về khuya phần. Hay đói bụng lắm đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Anh vậy á. Bạn. Hai anh em cứ dạ. Hai cái đầu đồng cái đầu ghê hồn luôn. Ừ. Dạ. Rồi sao nữa cưng? Đó, cứ kêu vậy rồi đi toilet thì lúc nào cũng lâu đó. Ừ. Đi vô chổng giống như là muốn ngủ ở chổng luôn hay sao á. Là buổi sáng hả? Buổi sáng lúc... anh. À. Đó là đi cả tiếng đồng hồ vậy đó. Mỗi lần mà có công việc cái gì trời ơi. Réo gọi ghê gớm lắm đúng không? Rồi còn gì nữa nè? Dạ, chỉ có như đó thôi. Dạ. Rồi giờ em mong muốn đạt thay đổi điều gì? Thì nói chung là bớt nhậu giùm em. Bớt nhậu lại. Dạ. Là con em là bây giờ có một đứa rồi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi chị. Ờ, bớt sao không nhậu có thêm lại. Nữa? Phải bớt em... nhậu mới có thêm được. Em cũng chưa có dự định đẻ thêm. Ừ. Tại vì nếu mà đẻ là phải kiếm thằng trai. Ừ. À đứa lớn đứa gái hả? Dạ đứa gái. Còn nếu không thì thôi không đẻ nữa. Ừ. Dạ. Chút ra đây anh chỉ cho bí quyết đó đi nha. Ủa, mà nhậu kiểu này là không bao giờ mà ra con trai. Trời, người ta rượu bổ. Dữ rồi, dữ rồi, cái đó được đó. Rồi giờ Đạt muốn muốn vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em thì muốn bà hiền chút thôi. Hiền chút mà. Hiền chút. Trời nó đơn giản quá mà em bớt nhậu đi nó hiền lại. Ờ đúng rồi chị. Nó chỉ giữ nhất lúc mà em nhậu rồi nó căng nhằn cử nhử nó la lối thôi thì giờ á 50-50 đi. Chị, từng 7 lần thì giờ mình bớt còn 2 lần thôi. Chứ chị thấy nhai từ tối tới trưa luôn á. Thì đó, đó thì tại vì em nhậu đó nó ghét nhất là nhậu dạ, mà đúng không? Dạ đúng. Mà bả nhai có khi nào em trả lời lại không? Đạt không, em im. Em im xong rồi đi. Em đi. Đi đi xong rồi em im. Rồi quay về la tiếp. Dạ không, quay về là không. Quay về là tới chiều là đi diễn rồi. Là chuẩn bị là công việc. Nói chung là em mà đã vào công việc rồi á là em sẽ không có tính tới mấy cái vấn đề khác nữa. Okay. Rồi dạ. chị thấy vậy nè em bớt lợi. Dạ. Em bớt lợi cái bé nó cũng bớt lợi. Dạ. Bớt lại là có hai cái lợi cho cả hai đứa luôn. Dạ. Là thứ nhất nó giữ được giọng nó ca sĩ mà. Dạ. Bắt nó nói hoài nó tắt tiếng nó hát em khàn giọng luôn á. Cái thứ hai nữa là em mà bớt nhậu em kiếm được thằng trai trời. Dạ. Ơi trăm bề lợi hết trơn đúng không? Lợi đôi đường nghe. Dạ, dạ. Thôi hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Dạ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.